Được chưa? Rồi, các bạn nghe rõ chưa? Rồi. Rồi, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em về cái việc thống nhất chúng ta trình bày về cái quá trình gia công. Thì cái bài 13 là cái bài mà tôi triển khai cho các em về quá trình gia công. Thì chúng ta lướt qua về quá trình gia công này, sau đó chúng ta sẽ làm những cái bước nào. Hôm trước là chúng ta chỉ là vẽ chi tiết thôi, người ta gọi là quá trình mô hình hóa chi tiết. Tiếng Anh của nó chính là CAD, chính là tiếng Anh của nó chính là CAD. Mà môn học của mình là môn học CAD CAM, tức là vẽ ra xong rồi, tạo ra mô hình CAD rồi. Đó, thì chúng ta sẽ tiến hành là gia công. Gia công chính là CAM, Computer Aided Manufacturing là gia công. Khi tôi nói cái từ nào mà các em thấy không hiểu thì chúng ta sẽ lật đật ghi lại cái giấy liền, ghi đúng hay không thì tính sau. Rồi sau đó chúng ta lên mạng chúng ta tìm hiểu xem thầy nói cái từ đó là từ gì. Tại vì tiếng Anh của tôi thì cũng giống như tiếng Anh của các em thôi, 5 phút là ngủ, nên là chúng ta cố gắng ghi lại những cái thông tin đó. Rồi, ở đây quá trình gia công thì khi chúng ta xem clip ha. Rồi, khi xem clip thì các em đừng có xem từ đầu tới cuối, chúng ta xem từ đầu cuối là chúng ta mất thời gian lắm. Cái này cũng giống như đọc sách thôi, tôi sẽ hướng dẫn các em. Đầu tiên chúng ta xem phút đầu, sau đó chúng ta chạy chạy. Chúng ta xem, chúng ta nhấn theo từng đoạn thôi. Theo từng đoạn. Ví dụ như đoạn này là dài, rồi đoạn này là dài, đoạn này là dài. Thì khi chúng ta xem tổng quan xem chúng ta thấy cái quá trình này như thế nào, thì quá trình này nó xảy ra như thế nào thì chúng ta sẽ ghi nhận lại. Rồi, ví dụ tôi đã biết trước rồi mà các em phải nghiệm nhiều. Ví dụ tôi thấy quá trình này, quá trình thứ nhất là quá trình mà vẽ lại chi tiết. Đây là cái chi tiết mình, đây chính là quá trình CAD nè. Rồi bây giờ tiếp theo là nó chuyển sang cái quá trình này. Quá trình này là bắt đầu tiến hành quá trình gia công. Quá trình gia công rồi, vậy tôi đã chụp hình cái giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ hai vân vân. Có những hình ảnh tôi sẽ lưu ý để hồi nữa tôi sẽ giải thích cho các em. Rồi, như vậy tôi đã lướt qua cái quá trình của cái clip này và tôi cũng chụp lại một số cái đoạn mà quan trọng. Thì giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các em về cái quy trình để chúng ta xây dựng cái quá trình CAM. Thì đây chính là cái quá trình xây dựng mô trình, xây dựng cái model tree, hay là người ta gọi là cái mind map, xây dựng cái sơ đồ tư duy về cái quá trình gia công. Hôm trước thì chúng ta xây dựng cái model tree, còn bây giờ quá trình tạo ra chi tiết, còn bây giờ chúng ta sẽ xây dựng cái sơ đồ hình thành cái quá trình gia công. Được chưa? Và đây là tôi sử dụng cái phần mềm có tên là MyMap. Em cố gắng, người ta cho mình xài để người ta quảng cáo đó, bây giờ mình xài của ta thì mình cũng quảng cáo cho người ta luôn. Ok, thì bây giờ là chúng ta sẽ cấu trúc chung để chúng ta thực hiện với quá trình gia công. Thì bước 1, các bạn phải vẽ ra hình chiếu trục đo. Bước 1 là các bạn phải vẽ ra hình chiếu trục đo. Ví dụ cái chi tiết của mình, như cái chi tiết của mình đã chụp là cái này. Đây, chi tiết của tôi đây. Thì tôi phải vẽ ra hình chiếu trục đo của chi tiết này. Vẽ tương đối thôi. Ví dụ đây, ta sẽ vẽ những cái này. Ở đây tôi vẽ bằng con chuột nên là nó cũng không có được ngay lắm. Đó là bước 1. Vẽ hình chiếu trục đo của cái chi tiết này ra, chúng ta vẽ ra giấy nha. Rồi. Sau khi chúng ta vẽ hình chiếu trục đo xong, chúng ta qua bước 2 là các bạn sẽ ký hiệu lên các cái bề mặt trên hình chiếu trục đo đó. Ở đây nó có bao nhiêu bề mặt chúng ta sẽ ký hiệu ra. Ký hiệu các bề mặt. Thì chúng ta ký hiệu trên các bề mặt thì chúng ta có thể là ký hiệu bằng chữ hoặc là chúng ta ký hiệu bằng số. Tôi ví dụ ở đây có bao nhiêu mặt, ở đây là một mặt nè. Thì thông thường các bề mặt của mình thì được ký hiệu bằng các cái chữ.
các cái chữ chữ cái. Ví dụ ở đây tôi sẽ tiến hành là ghi cái bề mặt này là bề mặt A nè. Các em ghi cho giống như cái quy chuẩn của bảng kỹ thuật, thì chúng ta ghi bề mặt là ghi ký hiệu dạng kiểu này. Rồi các bề mặt hốc này, thống nhất bề mặt hốc này người ta ký hiệu là B. Vậy thì ta sẽ vô đây ký hiệu là B. Các em có nghe tôi nói không? Có thấy màn hình của tôi không? Nghe thầy Rồi, ơi. đây ký hiệu là B. Còn ví dụ cái mặt ở dưới đây ký hiệu là C. Rồi ta vẽ xuống. Nếu bạn nào muốn ký hiệu bằng số cũng được, mà thường đó là người ta ký hiệu bằng chữ cái. Và tương tự vậy, cái bề mặt ở trên đây, nếu mà nó cùng một độ một khoảng hết thì chúng ta cùng một độ cao hết thì chúng ta chọn nó là một mặt thôi. Rồi cái này ví dụ ta muốn thể hiện bên đây phải không, ta làm như này, vẽ cái tam giác ở dưới, kéo lên rồi kéo xuyên qua đây để cho nó trống, và đây tôi ký hiệu là mặt D. Rồi rồi mặt trụ này, mặt trụ đây vẽ cái tam giác ra, kéo ra rồi muốn qua bên kia thì chúng ta cố gắng là kéo theo cái phương, tôi undo lại, kéo theo cái phương của hình chiếu trục đo. Rồi đây là mặt E nha. Rồi tương tự vậy chúng ta sẽ ký hiệu cho các bề mặt khác. Đó. Rồi đó là xong bước 2. Rồi bước 3 là chúng ta sẽ xác định các bề mặt cần gia công. Ở đây là điền ra chứ không phải đi ra ha, điền ra các bề mặt cần gia công. Thì cái đó chính là cái gì? Vẽ hình chiếu trục đo nè, xác định các bề mặt cần gia công nè, thì đây chính là tôi mới làm xong nè. Đó, bây giờ mình cần gia công những bề mặt nào? Đó, những bề mặt nào mà có liên quan thì chúng ta ghi ra cái bước này. Như vậy bước 2 là xong, bước 3 là xong. Đó, bước 3 xác định cần bề mặt gia công nè. Bây giờ mình ký hiệu xong rồi. Bây giờ mình muốn gia công bề mặt nào thì mình ghi ra. Gia công mặt C. Ví dụ trong cái clip của mình nè, đây, sản phẩm của mình là đây. Đúng không? Sản phẩm của mình chính là gia công các mặt nào các em? Nè, mặt này, mặt này, mặt này, mặt này, mặt này và mặt này. Như vậy là chúng ta những cái chỉ vào chính là những bề mặt cần gia công. Vậy đó chính là nguyên công 1. Nè, thì trên hình của mình chỗ đây nè, chỗ đây là có rất là nhiều bề mặt, chỗ đây có nhiều bề mặt được ký hiệu. Nhưng mà chỗ đây thì chỉ có những bề mặt nào mà liên quan tới nó thôi, liên quan tới quá trình gia công thôi. Đây cái hình ghi chú đâu, thì hầu hết là những bề mặt này cũng là liên quan tới quá trình gia công. Đây mình còn thiếu một cái bề mặt nữa là bề mặt chỗ đây, nó gia công bề mặt này nữa nè, A B C D E. Thì cái nguyên công đó là gia công các bề mặt này. Còn bề mặt ở dưới đây, ví dụ bề mặt ở dưới đây thì chúng ta ở dưới đây mình không thể hiện được vẽ lên, thì các bạn sẽ làm như này. Ở trong đây nè mình sẽ ghi bằng nét khuất đó, để mình hiển thị là nó bị khuất, tôi thể hiện nó bị khuất ở dưới. Rồi tới ra đây thì mình thể hiện bằng nét liền, ví dụ mình ghi EF. Hiểu cái chỗ này không em? Thì các em hiểu cái chỗ ký hiệu cái mặt G này không? Alo. Alo luôn. Nghe không? Nghe không? Dạ, đây là ơi. Ồ, sao nó chuyển tín hiệu lâu vậy ta? Rồi, ký hiệu của mặt G này như vậy, cái nào mà nó khuất bên trong thì chúng ta sẽ thể hiện nét khuất để các người khác xem, người ta biết là cái này là bị khuất. Rồi, sau khi chúng ta thể hiện xong như vậy ở ở cái các cái mặt gia công thì nó chỉ là A B C D E F thôi. Còn điểm G, cái mặt G thì chúng ta sẽ không không ghi được ở đây. Chỗ đây là không có không không có G. Rồi tiếp theo là chúng ta qua bước 4 là thực hiện nguyên công. Thì trong cái bước bước 4 này thì nó có một cái nguyên công 1. Ta ghi là thực hiện nguyên công 1. Ghi giống vậy luôn. Nhưng mà tới bước 4.1 thì chúng ta gạch ra, đặt tên nguyên công cho nó. Ví dụ ta nói là gia công các mặt này, ví dụ nè, gia công mặt A B C D E F gì đó. Giống như bên mình, bên cái hình mình chụp là nó còn nhiều cái mặt khác nữa. Rồi mình ghi cái này nè, mình ghi cái tên này nè vô đây. Mình ghi cái tên nào vô đây. Rồi như vậy là ta đã ghi đặt tên cho cái nguyên công rồi. Bước bước 4 là xác định máy gia công.
À, máy gia công. Thì với cái bề mặt mình gia công ở trong cái hình mình chụp thì mình sử dụng máy gì các em? Khoan. À, với các bề mặt nè, A, B, C nè. À, như vậy thì từ các cái bề mặt này, những cái bề mặt chúng ta gia công thì suy ra chúng ta sử dụng máy phay. Và máy phay nó có tên là mill, milling chính là máy phay. Thì với gia công này thì chúng ta sẽ sử dụng máy phay. Kế tiếp là chúng ta sẽ qua bước tiếp theo, máy phay. À, bước này đã xong. Xác định máy gia công, chúng ta ghi bước 4 xác định máy gia công, chúng ta gạch xuống, chúng ta ghi là máy phay. Và các em cố gắng là ghi song ngữ luôn cũng được, ví dụ máy phay thì chúng ta sẽ ghi là mill, milling. Bước 4.3, tức là hiện tại nó đang nằm ở trong bước 4 luôn. 4.3, xác định bề mặt định vị và kẹp chặt. À, bước này là mới nè. À, bước này thì chúng ta phải vẽ hình ra. À, chúng ta vẽ hình ra, ghi các bề mặt định vị. Ví dụ đây, bề mặt định vị của mình đây, mình nhìn vào đây. Ta nhìn vào hình. Chúng ta thấy là để gia công được các cái mặt, để gia công được các mặt từ A tới F thì chúng ta phải định vị như thế nào? À, chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ định vị như sau, lấy mặt G định vị. Đây, chúng ta ghi mặt G nè. Mặt G là mặt định vị nè, chúng ta ghi định vị. À, chúng ta vẽ vô định vị G nè. À, rồi định vị cái gì nữa? À, định vị bên đây, mặt G bên đây thì tôi tiếp tục tôi ghi ký hiệu cái mặt bên đây là mặt G, mặt nó bên đây là mặt H ha, mình ghi ra mặt H. À, được chưa? Và tiếp tục chúng ta cũng sẽ ghi cái chỗ là định vị H. À, chúng ta ghi cái chỗ H này định vị. Rồi, như vậy ở đây tôi sẽ định vị điểm G, tôi định vị điểm H. À, ngoài ra còn định vị cái gì nữa không? Tôi định vị mặt F. F ở đây cũng định vị luôn. Định vị và F ở đây cũng là định vị. À, đó. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chỉ ra các cái mặt định vị. À, ghi các bề mặt định vị là bề mặt nào? Thì theo cái sơ đồ của mình thấy rồi là định vị F, G, H. Vậy thì ở đây chúng ta ghi là định vị, à, đây, định vị F, G, H. Đó. Đây tôi nói nè, nếu cần thiết thì chúng ta vẽ hình ra luôn. Đó, là vẽ hình giống như tôi vậy đó. Rồi tiếp theo, các bề mặt kẹp chặt. À, ha. Ở đây không có từ không nha. À, các bề mặt kẹp chặt thể hiện các mũi tên hướng vào đây, bề mặt kẹp chặt của mình. Thì đây là chúng ta đặt giống như cái những cái chỗ mà định vị á, là chúng ta sẽ bỏ cái cục sắt vào đó, để làm sao nó áp nó đụng vào những cái bề mặt này. Rồi bề mặt kẹp chặt, ví dụ như tôi sẽ kẹp từ đây xuống. Rồi tôi thể hiện cái mũi tên là màu xanh này, màu gì đây, rồi màu cam đi. À, tôi kẹp từ đây xuống. À, ví dụ tôi ghi là V kép 1, V kép là tương ứng với lực thôi, ta để là V kép đi. V kép 1 là lực kẹp chặt thứ nhất. Tiếp tục tôi kẹp lực kẹp ở đây, V kép 2, tức là sau này tôi dùng một cái gì đó, tôi sẽ kẹp cái bề mặt này. Thì theo các em là tôi dùng cái V kép 1 với V kép 2 là ổn không các em? Ví dụ sau này tôi sẽ dùng cái bít kẹp, tôi kẹp xuống, dùng các bu lông tôi kẹp xuống. Vậy thì theo các em nếu như tôi kẹp ngay đây thì cái hình của mình, cái chi tiết của mình có thể gia công được không? Ví dụ giờ mình nhìn nè, đây với cái hình hồi nữa con dao của mình nó sẽ chạy như thế này, đúng không? Đó, con dao mình nó chạy chạy theo cái đường 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 màu xanh này nè nè, à, màu xanh xanh da trời nè, đó. Thì nó chạy theo đường màu xanh này mà mình dùng cái lực kẹp ngay đây thì các em nghĩ là ổn không? Đó, nó Nó không. cắn nhầm. Ừ, nếu mà mình dùng các bu lông mình kẹp đây là một hồi nữa mình gia công là bị va chạm liền. À, nên là đây mình định vị bề mặt này là mình định vị rồi nè, một cái bề mặt định vị nè. Đó, hai cái bề mặt định vị nè. Đó.
Rồi, ở dưới đây là hai chứ. Dưới là ở dưới đây nè. Ha, là hai ở dưới nè. Rồi, và ta sẽ ta sẽ kẹp chặt bằng cách nào? Ở đây ta sẽ không không sử dụng cái kẹp chặt này mà chúng ta phải sử dụng cái kẹp chặt từ bên hông hoặc từ bên hông bên đây qua vô. Ha. Và ta ghi là V kép. Nè, 1 thì chúng ta ghi V kép 1. Còn 2 thì chúng ta ghi V kép 2, cứ vậy mà tăng thêm. Đó. Như vậy thì trong cái bước mà chúng ta xác định là cái lực kẹp chặt á, thì như ta phân tích rồi thì cái này là nó không không đạt yêu cầu và chúng ta phải kẹp chặt theo hướng này mới được. Đó. Cái này quan trọng lắm các em. À, mình vẽ chi tiết mà nếu sai á thì nó sẽ ảnh hưởng tới quá trình gia công cái sản phẩm này sai. Mà trong quá trình gia công sản phẩm mà nếu các em không hình dung hết tất cả các cái dữ liệu mà mình làm thì lúc đó chúng ta lại tiến hành gia công tiếp, chúng ta lại tiến hành sai tiếp. Ví dụ như tôi mới vừa làm xong cái sản phẩm này đó, lập trình gia công xong là bước này, hồi nữa chúng ta sẽ tiến theo bước tiếp theo. Rồi tiếp theo là bước 4.3 là xác định cái bề mặt gia công. Tiếp 4.4 là chúng ta sẽ chọn phương pháp gia công trên phần mềm đó, lúc này mới cần máy tính nè. À, cái này mới cần máy tính. Thật ra máy tính chính là những cái mà thể hiện cái ý đồ của ta thôi. À, nên những cái bạn nào mà không có máy thì chúng ta sẽ tôi sẽ chờ các em, và hiện tại giờ chúng ta sẽ làm từ bước này trở lên thôi. À, cái này từ bước này trở lên là chúng ta sẽ làm bằng giấy. À, chúng ta sẽ làm trên giấy. Ừ. Còn từ bước này trở xuống thì chúng ta phải, lúc này chúng ta phải cần máy tính nè. Đó. Rồi sau khi chúng ta sẽ tiến hành quá trình gia công thì các bạn sẽ chọn phương pháp gia công. Ví dụ trong cái phần mềm của mình là chúng ta sẽ chọn phương pháp gia công là Millvolume. À, bước gia công này là chúng ta sẽ chọn phương pháp gia công Millvolume. Đây, ví dụ cái hình của mình nãy tôi có chụp đây. Đây. Đây là phương pháp gia công Millvolume. Đó. Thì trong cái Millvolume nó sẽ thực hiện rất là nhiều công đoạn. Thì những công đoạn đó thì các em sẽ trình bày. Đây. À, chúng ta sẽ trình bày là đây. Bước 4.1.1 nó nhỏ vô nữa là trình bày trình tự các bước gia công. Đó, theo cái bài giảng thì chúng ta xem cái bài giảng, chúng ta xem coi là à các bước gia công, bước 1 là làm gì, bước 2 là làm gì. À, bước này chưa, cái này chưa nha. Cái này chưa có chưa chưa tới sử dụng máy, hồi nữa mới sử dụng máy sao. Rồi, hiện tại giờ chúng ta vẫn còn làm được trên giấy. Cái này cũng chưa nè. Rồi, bước 4.2 trình bày trình tự theo các bước gia công đã chọn ở bước 4. Tức là chúng ta làm tiếp theo thôi. À, chừng nào kết thúc thì thôi. Đó. Như vậy thì đến đây là chúng ta có thể là à, tới đây là mô phỏng gia công là không được, không ấy nè. Đây, từ bước này trở lên, từ đây trở lên thì chúng ta sử dụng bằng giấy. Đó. Hồi xấu quá, để tôi đánh bằng chữ đi. Từ đây trở lên là chúng ta có thể sử dụng bằng làm bằng giấy nè. Nè, nhưng mà từ đây trở xuống, đây trở lên nè, làm bằng giấy. Còn từ đây trở xuống thì chúng ta sẽ làm bằng máy, làm trên máy. Chúng ta sẽ làm bằng máy. Như vậy tới những cái bạn nào mà không có máy tính thì chúng ta sẽ làm tới bước này. Còn những bạn nào có máy tính thì chúng ta làm tiếp bước tiếp theo là bước 4.5 mô phỏng quá trình gia công. À, thì trong bước này chúng ta sẽ chụp hình các cái hình ảnh đã gia công. À, đã được gia công thì chúng ta cần ít nhất chúng ta chụp hình ba cái hình ảnh. Một cái hình thứ nhất là chúng ta sẽ chụp về cái trước gia công, à, bắt đầu gia công, đang gia công và đã gia công. Thì giống như cái hình của tôi chụp cho các em đây. À, đây, bắt đầu gia công, đang gia công và cuối cùng là đã gia công xong. Thấy chưa, ít nhất chúng ta phải chụp các cái hình này. Và khi nếu mà bạn nào làm được xong thì chúng ta sẽ chụp những cái hình này lại. Chúng ta chụp cái hình này lại
Rồi chúng ta làm gì các em? Cho Đây. vô hết một file nữa. Không, đây chúng ta chụp ví dụ những cái hình nè, chi tiết gia công nè. Rồi đã gia công nè. Rồi các bạn sẽ gửi lên trên đâu? Gửi lên trên nhóm Zalo của mình. Đây nhóm mình phải không em? Đúng rồi đây nè. Đúng rồi này, đúng rồi này. Rồi. Đúng rồi. Thì ta sẽ gửi lên. Ừ, đó, ta gửi các cái hình này lên để mà gọi là chia sẻ với các bạn để cho các bạn biết là mình đã làm được rồi. Rồi gửi lên xong rồi sao nữa các em? Comment cái tên giống như quy định của mình rồi. Đâu rồi, bữa tôi, sáng tôi thấy các bạn nào mới comment đó. Đây. Ví dụ tôi đi đây. Rồi comment tên vô. Bài Creo, bài này là bài số 13 đúng không? Bài 13 ha. Nguyễn Chánh Tính. Tôi là số thứ tự bao nhiêu vậy mấy em? Không không. Đó. Thì chúng ta gửi lên vậy để cho các bạn cùng biết. Nè. Rồi sau khi chúng ta làm bước này xong, chúng ta mới chuyển sang là bước 4.6 là xuất sang ngôn ngữ lập trình NC. Nè. Thì cái này hôm tiếp theo nữa tôi sẽ gửi các bạn về cái hướng dẫn này. Thì đây chính là những cái ngôn ngữ là G00, G01, G02 rồi đó. Rồi. Và cứ như vậy ha, chúng ta chuyển sang tiếp theo. Trong một chi tiết có thể thực hiện gia công nhiều bề mặt khác nhau theo nhiều hướng khác nhau, theo từng giai đoạn khác nhau, tương ứng với mỗi lần gia công, người học cần tiếp tục thêm các bước và thực hiện tương tự như bước 4. Các em hiểu cái câu này không? Cái câu này tức là nhiều lúc cái chi tiết của chúng ta không phải gia công một lần giống như cái hướng dẫn của mình ở đây đâu. Ừ. Mà đôi lúc là chúng ta hiện tại giờ chúng ta đang gia công thô nè. Đó. Hiện tại giờ chúng ta đang gia công thô, rồi tiếp theo ta sẽ có thể gia công tinh. Ví dụ ta chỉ gia công tinh cái hốc này. Đó. Thì nếu như bạn nào mà muốn gia công tinh cái hốc này thì chúng ta phải làm thêm một cái bước gia công nữa. Đó. Thì khi các bạn thêm lại một cái bước gia công nữa thì chúng ta phải làm thêm một cái bước tiếp theo. Ví dụ ta là ta ghi cái thêm ta, ta ghi thêm đây, ví dụ như bước 5 là gia công tinh bề mặt gì đó. Nó giống như ở đây nè, mình sẽ đây là bước 1 nguyên công 1 nè. Rồi bước 2, bước 5 là nguyên công 2. Nguyên công 2. Đó. Ừ. Rồi sau khi chúng ta làm nguyên công 2 xong thì chúng ta sẽ làm tương tự. Trong nguyên công 2 mình sẽ sử dụng cái gì? Mình sử dụng phương pháp gia công. Đây, làm giống như cái này, đặt tên nguyên công nè, rồi xác định máy gia công nè, rồi xác định các bề mặt kẹp chặt nè, vân vân. Hiểu chưa các em? Như vậy trong một cái chi tiết nó có thể mình thực hiện hai ba nguyên công. Ừ. Nhưng mà tôi chỉ tiết lộ trong cái đề thi của mình thì chỉ sử dụng có hai nguyên công thôi. Như vậy trong đề thi thì chúng ta phải làm hai cái giai đoạn này, tức là nguyên công 1 và nguyên công 2. Đây nguyên công 1 đây, ở dưới đây phải có cái nguyên công 2 nữa, được chưa? Như vậy nếu mà còn gia công nữa thì chúng ta làm tiếp tục. Tiếp theo đến cái bước cuối cùng. Ở đây tôi không biết là các em làm bước cuối cùng là bước mấy nên tôi ghi là bước cuối cùng. Bước cuối cùng là tất cả cùng lưu hết tất cả các dữ liệu, lưu tất cả các dữ liệu và nộp bài theo yêu cầu của mình. Thì cái yêu cầu này thì tôi mới vừa thực hiện xong đó, tức là đặt tên nén thư mục này nọ như các buổi trước hướng dẫn. Được chưa? Và đó chính là tổng quan về cái quá trình chúng ta phải thực hiện một cái quy trình để gia công các cái chi tiết. Rồi. Tôi sẽ chạy lược lại cho các em xem. Ha.
Đó là cái bài hướng dẫn của mình. Thì các em có ý kiến gì thì các em có câu hỏi thắc mắc gì thì chúng ta hỏi để tôi giải đáp.